điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài quả cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu ngoa ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tranh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh.
Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù bị đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sáu lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghe kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Chặt bầm phân thấy em
lại thêm xe kiếm đao cày và trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan à như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay, khổ báo chừng nấu nướng quay. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn phủ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi,